anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đã đến nơi gọi là núi Sò, chúng đóng đinh người vào thập giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu và một đứa bên tả người. Một trong hai kẻ trộm khi đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục người rằng: nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa. Đối lại, tên kia mắng nó rằng: mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm. Còn ông này, ông có làm gì xấu đâu. Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi. Chúa Giêsu đáp: quả thật ta bảo ngươi, ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn cùng ngủ, cũng như kính thưa ông bà anh chị em, một chút màu tím trên phần lễ đài cũng như trong lễ phục của quý cha đồng tế hôm nay gợi nhớ đến một sắc hoa mà người ta quen gọi là xin đừng quên tôi, forget me not, xin đừng quên tôi. Một cái loài hoa tigon, hoa nhỏ nhỏ mà người ta hay dùng để mà nhắc nhớ nhau, cầu nguyện cho nhau, nhất là khi phải lìa xa nhau, nhớ đến nhau trong lời cầu nguyện. Xin đừng quên tôi, và cũng mong rằng tôi đừng quên người đó, ai đó, khi chúng ta đã có một cái mối tương quan nào đó, ít ra là một ánh nhìn, ít ra là một cái mối tương thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp nào đó trong cuộc sống trần thế này. Mặc dù là có thể chúng ta biết hoặc không biết, nhưng mỗi người chúng ta khi có mặt trên đời này là sự chất chiêu của bao nhiêu đời, cùng với các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, cùng với ơn phúc của Chúa để chúng ta có mặt trên đời này với những tháng ngày trong cuộc sống. Vì thế mà chúng ta hiện diện trên cõi đời này là cả một mối tương quan, tương kính rất là phong phú, rất là lớn lao. Và vì thế chúng ta được mời gọi để nhớ đến nhau, đặc biệt là nhớ đến nhau trong lời cầu nguyện. Sự cần thiết phải nhớ đến nhau, chúng ta thấy nó còn quan trọng hơn cả sự sống, còn quan trọng hơn bất cứ một cái điều gì cần thiết cho con người mình. Vì thế chúng ta thấy trong bài tin mừng hôm nay, các anh trộm lành, anh ấy cũng hấp hối ở trên thập giá cùng với Chúa Giêsu và một tên trộm nữa. Thế nhưng mà đối với anh ấy lúc này, thay vì anh ấy xin Chúa cứu mình để cho mình được sống tiếp, thay vì xin Chúa ban cho mình ơn này ơn kia, thay vì xin Chúa ra tay để thực hiện phép lạ cho anh ấy điều này, thực hiện cho anh ấy điều kia, thì có lẽ là cái điều cần thiết nhất cho lẽ sống của anh lúc này là để Chúa nhớ đến. Chứ không xin điều gì khác hơn, mặc dù là có hơi thở khó khóc trên thập giá, có lẽ là cũng rất là khó nhọc để mà nói lên những lời cuối cùng như thế này. Thế mà anh không xin gì khác ngoài việc được Chúa nhớ đến thôi. Khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi. Chúng ta không nhớ đến nhau, nhưng mà người này người kia nhớ đến nhau, làm việc này việc kia để ghi khắc tên tuổi của mình, cuộc đời của mình vào trong lòng dạ người này người kia. Nhưng mà thân phận con người chúng ta vẫn là phụ tạo và rồi sẽ qua đi đấy. Dù một ai đó sống mãi cho sự nghiệp của chúng ta, đấy là sự nghiệp của chúng ta không có bền vững, cũng nay còn mai mất, nay trắng mai đen, lá thu bay như mây bay cuối gió vậy.
không có chi cả. Nên có nhớ đến, không mong ai nhớ đến đi nữa thì người đó cùng lắm là hết đời của họ rồi cũng đã quên ngay. Và sống mãi ở đời này để mà nhớ đến ai được. Cho nên cái điều cốt lõi quan trọng nhất, nền tảng nhất mà anh chồng lành ấy, xin phải là người này người kia nhớ đến, không phải để Chúa làm cho điều này điều kia, làm cho sống là giải thoát anh ấy khỏi thật ra. Nhưng mà được Chúa nhớ đến, được Chúa nhớ đến là được ở trong tâm, ở trong trí của Chúa. Mà Chúa là đấng hằng sống, Chúa là đấng hạnh phúc vô biên. Vì thế mà Chúa cũng bảo là hôm nay tôi nhớ đến anh và tôi sẽ nhớ đến anh và bảo anh là hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi. Thì Chúa nhớ đến như là ở trong tâm, trong trí của Chúa, trong cuộc đời của Chúa, được ở trong Chúa là thiên đàng đấy. Cũng còn có gì có thể làm suy xỉn, có gì có thể làm cho họ lo sợ cả. Ở trong Chúa rồi, không có gì phải lo sợ cả. Hạnh phúc quá rồi. Được Chúa nhớ đến là trong tâm trí của Chúa. Và không phải Chúa chỉ nhớ đến một lúc nào đó hay là một thời gian nào đó, mà bởi vì Chúa là đấng hằng sống, là đấng vĩnh cửu. Được Chúa nhớ đến ở trong tâm trí của Chúa triền miên vĩnh cửu hằng sống như thế đấy. Cho nên là người chồng lành chỉ mong được Chúa nhớ đến. Chúng ta hôm nay cũng được cùng với giáo hội mời gọi tưởng nhớ đến các tín hữu đã qua đời, các bậc tiền nhân, các đấng sinh thành, bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, bạn hữu xa gần, ân nhân mức độ này, các khác vân vân. Như là chúng ta nhớ được bao nhiêu đời, chúng ta nhớ được bao nhiêu người, chúng ta nhớ được bao nhiêu lâu. Con người mình thật là giới hạn, thật là mong manh như vậy. Thế dù là có giới hạn, có mong manh thế nào đi nữa, chúng ta vẫn được mời gọi phải thể hiện cái tất cả khả năng của mình trong cái tinh thần nhiệt tâm. Bởi vì đó là cái cao nhất căn bản của con người, đó là cái ước mơ căn bản, được ở trong ai, được ở trong tâm trí của ai, để người đó chịu mến, để người đó nhớ thương thế nào. Có chỗ ở trong tâm, có chỗ ở trong trí người đó, có chỗ ở trong cuộc đời của người đó. Rất là đặc biệt. Nhưng mà để được người ta nhớ đến, thì chính mình cũng phải nhớ đến người ta. Và cho nên là chúng ta thấy chính Chúa Giê-xu trong bữa tiệc ly của Ngài, trước khi Ngài hiến bình trên thập giá, khi thiết lập bí tích chính thể, thì Ngài cũng đã tha thiết kêu gọi các ông đồ nhớ đến Ngài, nhớ đến Chúa. Chúng ta muốn Chúa nhớ đến chúng ta để chúng ta cũng phải nhớ đến Chúa. Chúng ta khao khát cầu xin Chúa nhớ đến chúng ta, để Chúa nhớ đến, để chúng ta cũng thấy cái ước mơ của Chúa là để chúng ta nhớ đến Ngài, để Chúa ở trong chúng ta, để Chúa ở trong tâm trí chúng ta, Chúa đồng đau cùng khổ với chúng ta, Chúa chia vui sẻ buồn với chúng ta, Chúa đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường. Cho nên Chúa Giê-xu trước khi Ngài đi chịu chết, Ngài cũng khao khát, cũng mong một điều là các tông đồ hãy nhớ đến Ngài. Thế nào để nhớ đến Ngài? Anh em hãy làm việc này để nhớ đến Thầy. Làm việc nào, việc này là việc nào? Thế thì chúng ta phải cố gắng làm sao để thực hiện điều mà Chúa mơ ước, nhớ đến Chúa, làm việc này mà nhớ đến Chúa, để cũng hy vọng mà sẽ để Chúa nhớ đến chúng ta như anh chủ lành. Thì mọi thứ khác rồi sẽ qua đi, biết anh chủ lành anh cũng xin cái điều gì chỉ xin Chúa nhớ đến thôi. Mà chúng ta muốn được Chúa nhớ đến thì cần phải quay trở về với Chúa, cần phải nhớ đến Chúa. Nhớ đến Chúa, phải làm cái việc mà Chúa muốn thì để mà tưởng nhớ đến Ngài. Đó là thánh lễ, tiệc dân thánh lễ. Làm việc này mà nhớ đến Thầy, chúng ta có nhớ đến Chúa, chúng ta tham dự thánh lễ. Nhất là chúng ta noi gương Chúa Giê-xu đã cúi mình xuống để phục vụ, rửa chân cho các tông đồ yêu thương và khiêm nhường. Phải làm việc đó mà nhớ đến Chúa trong tinh thần yêu thương, làm tất cả mọi việc trong tinh thần khiêm nhường và yêu thương để nhớ đến Chúa,
để Chúa làm việc cho chúng ta, Chúa thực hiện công việc của Ngài cho chúng ta, Chúa ở trong tâm trong trí chúng ta. Và như thế thì như Thánh Phaolô đã nói, tôi sống nhưng không còn mà là tôi sống, mà Chúa Kitô sống trong tôi. Đó là điều mà chúng ta đã cùng với giáo hội để mừng kính trọng thể các thánh năm đi ở trên trời, là người đã thông điệp một cách trọn vẹn với Chúa, được liên kết mật thiết với Chúa, được thông phần tròn đầy và sự sống đời đời và sự sống thánh thiện của Chúa. Mỗi người chúng ta ai cũng có ở trong tâm trong trí của Chúa. Chúa mở cửa trái tim Ngài cho tất cả mọi người đón nhận tất cả mọi thành phần trong trái tim yêu dấu của Ngài, có tất cả mọi thành phần. Ngài yêu thương tất cả mọi người, không loại trừ ai cả, không muốn cho một ai bị loại ra cả, không muốn cho một ai bị cứu mất cả. Kể cả người thánh hiện nhất, Đức Mẹ Maria, Thánh Luce, các thánh tông đồ, rồi kể cả anh trộm lành ấy, khi anh sám hối trở về với Ngài, nhận biết mình có chỗ ở trong trái tim của Chúa, nhận biết mình có chỗ ở trong tâm trí của Chúa, cầu xin Chúa xót thương, tha thứ và hòa giải để được không phần vào sự sống thần linh của Ngài. Tất cả mọi thành phần trong trái tim yêu dấu của Chúa, Chúa yêu thương tất cả mọi người, đặc biệt là những người tội lỗi. Nếu như ai đó cũng có chỗ trong trái tim của Chúa thì việc lần Chúa lòng thương xót Chúa nhắc nhở chúng ta đưa mọi thành phần ở trong giáo hội, nhận chúng ta vào, nhận chìm chúng ta vào đại dương yêu thương của Chúa. Và vì thế mà cái việc cầu nguyện cho nhau càng thể hiện cái sự hiệp thông bên thế tương trợ lẫn nhau. Chúng ta đã cầu xin các thánh để các thánh phù hộ cùng Chúa cho chúng ta tiếp tục cuộc hành trình trên trần thế này, để hy vọng ngày mai, ngày nào đó cũng sẽ được về đoàn tụ cùng các thánh vui hưởng hạnh phúc trên quê trời. Đồng thời cũng cầu xin Chúa nhờ sự bầu cử của các thánh ban cho chúng ta những cần thiết để chúng ta có thể giúp đỡ các linh hồn là người đang cần đến sự giúp đỡ thiêng liêng của chúng ta, để các ngài cũng sẽ được đáp ứng với sự thánh thiện, sự công bằng và sự công minh chính trực của Chúa ở không phần ngày càng tròn đẹp hơn, ở trong Chúa một cách tròn đầy hơn, trong nhà Chúa có nhiều chỗ ở, chúng ta cần giúp nhau để ngày càng được thăng tiến, có được một chỗ ở xứng đáng nhất, phù hợp nhất với lòng tin yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa là Đức Thành Tín và Cứu Độ. Chúng ta hiện diện nơi đây trong sự hiệp thông, dâng lên Chúa nghi lễ chân thành và khiêm nhường, xin Chúa nói đón nhận tấm lòng chân thành của chúng ta mà ban ơn tha thứ phù hộ cho tất cả các linh hồn, các bậc tiền nhân, quý cha, quý tu sĩ, nam nữ, quý ông bà chúa, quý chức, quý thân bằng, quý tù xa gần, cách này cách khác, chúng ta xin Chúa xót thương và liên kết chúng ta trong tình yêu và một phúc cứu độ của Chúa.